Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với bài học môn tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường tiểu học Lương Định Của. Tiết học của chúng ta ngày hôm nay nằm trong chủ đề Những người bạn nhỏ. Chúng ta học bài 4, Cái bàn học của tôi. Nội dung tiết học ngày hôm nay là Nghe viết chị tẩy và em bút chì. Qua bài học này, các em sẽ nắm được những mục tiêu sau: nghe viết đúng đoạn văn bài chị tẩy và em bút chì, phân biệt cờ ca r giờ ai ay. Trong tiết tập đọc trước bài Cái bàn học của tôi, ở phần liên hệ bản thân, em cần làm gì để bảo quản và giữ gìn cái bàn học của em? Qua tìm hiểu, cô nhận thấy rằng đa số các em đã biết sắp xếp bàn học gọn gàng, ngăn nắp, biết lau chùi sạch sẽ. Cô tuyên dương tất cả các em đã biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng của mình. Tiết chính tả ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em viết một đoạn trong bài Chị tẩy và em bút chì. Cô mời các em cùng lắng nghe đoạn chính tả mà hôm nay chúng ta sẽ viết. Chị tẩy và em bút chì. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Chị tẩy giúp em xóa những bức vẽ thừa. Bức tranh vẽ xong, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Theo Trần Hoài Dương. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung của đoạn chính tả này nhé. Các em hãy cho cô biết bút chì và tẩy đã làm những việc gì để hoàn thành bức tranh. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Câu trả lời của cô là bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Còn chị tẩy giúp em xóa những bức vẽ thừa. Như vậy, bút chì và tẩy đã cùng nhau góp sức để hoàn thành bức tranh. Sau khi bức tranh đã vẽ xong, cả hai cùng cười và ngồi ngắm bức tranh của mình. Ở đoạn chính tả này, các em cần chú ý một số từ mà các em dễ viết sai. Đó là các từ. Từ dãy núi, các em lưu ý tiếng dãy có vần ay và thanh ngã, tiếng núi có vần ui. Dãy núi. Từ vần, các em lưu ý tiếng vần có vần ân. Vần ân có âm cuối ngờ. Vần. Từ tỏa, các em lưu ý tiếng tỏa có vần oa, thanh hỏi, tỏa. Từ tẩy, các em lưu ý tiếng tẩy có vần ây, thanh hỏi, tẩy. Từ mỉm cười, các em lưu ý tiếng mỉm có vần im, thanh hỏi, tiếng cười có vần ươi, nguyên âm đôi, ư ơ, mỉm cười. Bây giờ, các em hãy lấy vở ra và cùng viết từ khó với cô nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Các em hãy viết cho cô các từ sau: dãy, núi. Vần. Tỏa. Tẩy. Mỉm cười. Các em đã viết xong rồi phải không? Cô mời các em đọc lại một lần nữa các từ đó với cô nhé.
dãy núi. Vầng tỏa tẩy mỉm cười. Bây giờ các em hãy nhìn lên những từ của cô và kiểm tra xem mình đã viết đúng các từ đó chưa. Cô tuyên dương những em nào đã viết đúng hết các từ khó mà mình vừa viết. Em nào còn viết sai thì các em hãy cẩn thận sửa lại cho đúng nhé. Một số lưu ý khi các em trình bày bài viết. Lùi vào 5 ô khi viết tựa bài. Lùi vào 2 ô khi viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Thử thách đối với các em, viết hoa chữ cái đầu câu. Cô cũng nhắc nhở các em lưu ý về tư thế ngồi viết. Một tay cầm viết, một tay giữ trang vở. Ngồi thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí, khoảng cách từ mắt đến vở 25 đến 30 cm. Cô mời các em cùng quan sát và lắng nghe cô đọc đoạn chính tả nhé. Chị tẩy và em bút chì. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa sáng. Chị tẩy giúp em xóa những bức vẽ thừa. Bức tranh vẽ xong, cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Theo Trần Hoài Dương. Sau khi cô hướng dẫn xong, các em có thể nhờ ba mẹ đọc lại cho mình viết, hoặc các em có thể nhìn vào bài mẫu của cô, viết lại vào vở cho đúng nhé. Chúng ta sang bài tập chính tả. Phân biệt cờ, ca. Cô mời các em đọc yêu cầu của đề bài. Bài B. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ cờ hoặc chữ ca, gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây. Các em hãy nhìn tranh, suy nghĩ và cho cô biết các bức tranh đó vẽ gì. Ở bức tranh thứ nhất, vẽ một bạn trai đang đứng trên một đồ vật để xem mình nặng và cao bao nhiêu. Vậy theo các em, đồ vật đó là gì nào? Đó là cái cân. Như vậy, từ cái cân chính là từ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ cờ để gọi tên sự vật. Ở bức tranh thứ hai, một bạn trai đang cầm một dụng cụ dùng để khuếch đại bông hoa to lên để nhìn cho rõ. Các em có biết đồ vật đó là gì không? Đó là cái kính lúp. Các em giỏi lắm, cô khen tất cả các em. Ở bức tranh thứ ba, chắc hẳn các em cũng đã nhận ra đó là hình ảnh hai bạn đang dùng tay của mình cố hết sức để kéo bạn về phía mình. Đó là hoạt động gì vậy các em? À, dễ quá phải không các em? Đó là hoạt động kéo co. Các em đã trả lời đúng rồi đó. Cô tuyên dương tất cả các em. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Bài C. Chọn tiếng ở bút chì phù hợp với tiếng ở tẩy. Các em quan sát trên hình vẽ. Trên hình cô có 4 cây bút chì chứa 4 tiếng sau: chịu, rạ, dạ, cây. Và 4 cục tẩy cũng chứa các tiếng sau: mũ, dễ, rễ, rơm. Bây giờ các em hãy chọn tiếng ở bút chì phù hợp với tiếng ở tẩy để tạo thành từ có nghĩa nhé. Các em có thể dừng video lại để làm bài tập nhé.
em đã làm xong rồi phải không? Cô và các em cùng sửa bài nhé. Cô ghép được các từ sau: mũ, dạ, dễ, chịu, rễ, cây, rơm, rạ. Các em cùng đọc lại các từ đó với cô nhé. Mũ, dạ, dễ, chịu, rễ, cây, rơm, rạ. Chúng ta sang bài tập tiếp theo. Ở bài tập này, các em cũng sẽ làm tương tự như vậy. Chọn tiếng ở bút chì phù hợp với tiếng ở tẩy. Các em có thể dừng video lại để làm bài tập nhé. Các em đã có đáp án chưa nào? À, đáp án của cô sẽ là: cô có các từ sau: bay lượn, lượng sức, vươn vai, vươn vãi. Các em hãy đọc lại các từ đó một lần nữa nhé. Bay lượn, lượng sức, vươn vai, vươn vãi. Cô tuyên dương tất cả các em đã hoàn thành xong bài tập này. Vừa rồi ở bài tập C, các em đã tìm được rất nhiều từ có nghĩa. Bây giờ các em hãy đặt câu với những từ đó nhé. Cô có các ví dụ sau: chim đại bàng đang bay lượn, ba em rất dễ chịu, chiếc rễ cây mẹ trồng giờ đã thành một cái cây thật cao. Nào, cô mời các em cùng thực hiện nhé. Cô vừa hướng dẫn xong tiết chính tả nghe viết, chị tẩy và em bút chì. Bây giờ các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được nhé. Cô có 3 mức độ tự đánh giá: tốt, đạt, cần cố gắng. Các em thấy mình đạt ở mức độ nào thì đánh dấu tích và cột tương ứng. Ở nội dung thứ nhất, viết đúng đoạn văn của bài, chị tẩy và em bút chì. Nếu em viết và trình bày đúng đoạn văn thì đánh dấu tích và cột tốt. Nếu em viết được đoạn văn nhưng sai dưới 5 lỗi chính tả thì đánh dấu tích và cột đạt. Nếu em viết đoạn văn nhưng sai trên 5 lỗi chính tả thì em cần cố gắng chú ý hơn khi viết chính tả nhé. Ở nội dung thứ hai, phân biệt cờ, ca, r, g, ai, ai. Nếu em tìm đúng tất cả các từ trong bài tập chính tả thì đánh dấu tích vào cột tốt. Nếu em tìm sai từ 1 đến 2 từ trong bài tập chính tả thì đánh dấu tích vào cột đạt. Nếu em tìm chưa đúng tất cả các từ trong bài tập chính tả thì em cần cố gắng lên nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em về nhà xem lại tất cả những bài tập mà mình đã được học ngày hôm nay nhé. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.